cài cắm siêu gián điệp vào bộ chính trị, gặp ngay nữ công an Hà Nội và cái kết. Người Việt thường có câu bán anh em xa, mua láng giềng gần. Thế nhưng chỉ cần nhắc đến ông hàng xóm Trung Quốc thì người dân Việt Nam ai cũng lắc đầu ngán ngẩm, thậm chí còn tỏ ra thái độ không khoan nhượng. Bởi từ trước đến nay, Trung Quốc chưa bao giờ từ bỏ dã tâm xâm lược Việt Nam, không chỉ 1.000 năm Bắc thuộc mà còn chiến tranh biên giới năm 1979 và những mưu đồ trên Biển Đông. Thậm chí để thực hiện những âm mưu đó, Trung Quốc còn cài gián điệp vào nhằm khai thác thông tin và phá hoại nền kinh tế xã hội của Việt Nam với vỏ bọc hoàn hảo là Phó Tổng biên tập báo Tân Việt Hoa. Trung Quốc đã hy vọng rằng âm mưu của chúng sẽ thành công, nhưng cuối cùng chúng đã đại bại trước một bóng hồng công an Hà Nội. Vậy tên gián điệp Trung Quốc cài vào Việt Nam là ai? Chúng đã phải nhận cái kết ra sao trước lực lượng công an Việt Nam? Tất cả anh em hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Anh em thân mến, khi cử gián điệp sang Việt Nam, Trung Quốc đã đầu tư bài bản đến mức cho tên gián điệp đó đi học tại nước ngoài để học những cái tinh hoa nhất về, có gì còn truyền bá vào Việt Nam. Cảm thấy chưa yên tâm lắm nên Trung Quốc đã bắt hắn đi học thêm nghề tay trái là châm cứu để có gì còn khám chữa bệnh mà lấy tiền. Cứ tưởng một tên gián điệp Trung Quốc có thế thôi, ai ngờ hắn còn luôn lách thế nào được cái chức phó tổng biên tập báo Tân Việt Hoa, trong khi trình độ của hắn chỉ biết đọc báo. Với một vỏ bọc hoàn hảo như vậy, Trung Quốc đã hy vọng rằng Thái Nhữ Siêu sẽ trở thành tên gián điệp chuyên nghiệp, thu về những tin tức về tình hình kinh tế xã hội, đồng thời tuyên truyền những luận điệu sai trái ở Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng. Thế nhưng trong cuộc đấu trí với lực lượng an ninh công an thủ đô thì Thái Nhữ Siêu đã phải chịu thất bại. Hơn thế nữa, người khuất phục hắn lại là một phụ nữ khiến hắn phải tâm phục, khẩu phục. Chân dung kẻ phản bội. Thái Nhữ Siêu sinh năm 1924 tại Quảng Ngãi là người Việt gốc Hoa, lớn lên đúng vào thời kỳ cách mạng tháng 8 năm 1945. Siêu cũng hòa mình vào dòng thác cách mạng sôi sục của nhân dân địa phương, tham gia phong trào Việt Minh khởi nghĩa giành chính quyền ở tỉnh. Đầu năm 1950, Siêu là ủy viên thường trực Hoa Kiều Liên khu 5, kiêm trưởng ban Hoa vận tỉnh Quảng Ngãi. Chính vì vậy, tháng 7 năm 1950, Thái Nhữ Siêu được nhà nước cử tham gia đoàn đại biểu Hoa Kiều Liên khu 5 đi Trung Quốc chào mừng kỷ niệm một năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Chuyến đi vô cùng gian nan lênh đênh trên biển vài ngày, Siêu được tàu tuần tiễu của Trung Quốc ở đảo Hải Nam phát hiện đưa về Quảng Châu. Tại đây, Siêu được nhập học vào Đại học Nam Phương, sau đó do bị tuyên truyền sai trái, trong đầu anh ta hình thành ý niệm cần phải lấy lại những vùng đất từ tay các tiểu bá để lãnh thổ Trung Quốc được mở rộng hơn, to lớn hơn và bao la hơn. Nói chung là bị Trung Quốc tiêm nhiễm đủ các loại thông tin bịa đặt sai trái. Và cuối cùng, hắn đã không đủ tỉnh táo và thông minh để nhìn ra đâu là sự thật và rồi theo chân Trung Quốc là một kẻ tay sai cho chúng. Tháng 10 năm 1954, sau khi thủ đô Hà Nội giải phóng, nhà cầm quyền Trung Quốc cấp hộ chiếu cho Thái Nhữ Siêu trở lại Việt Nam với nhiệm vụ đi sâu vào nội bộ các cơ quan nhà nước Việt Nam, tìm mọi cách để Việt Nam tin tưởng, giao cho cương vị trọng trách, đồng thời kiên trì chờ đợi những chỉ thị cụ thể từ thượng cấp. Sau 2 năm làm việc tại lãnh sự quán Trung Quốc, Siêu được đề bạt chuyển công tác sang tiểu ban Hoa vận Việt Nam, chính thức bước chân vào con đường làm gián điệp trong một tâm trạng nơm nớp lo sợ hành tung của mình sẽ bị bại lộ bất cứ lúc nào. Cái tâm trạng này thì chắc cũng dễ hiểu thôi, bởi một khi hắn đã phản bội lại Việt Nam thì cái kết sẽ vô cùng đắng. Hơn nữa, lực lượng cảnh sát ở Việt Nam thì vô cùng tài tình, thậm chí các anh còn biến hóa, đổi vai vô cùng khôn lường. Mới phút trước, làm người bán rong, lúc sau đã tóm ngay đội đánh bạc gần đó. Hay có lần ở ngõ nhà tôi, có chị đến thu mua đồng nát, lúc sau ở ngay hiện trường bắt tội phạm đã thấy chị cầm còng số 8, tóm gọn tên đó. Đấy là nói xương xương vậy. Anh em cũng đủ hiểu lực lượng cảnh sát Việt Nam biến hóa khôn lường như thế nào rồi. Hiểu rồi thì mời anh em cùng nghe tiếp. Chuyện còn dài mà thú vị lắm. Đến năm 1958, Thái Nhữ Siêu dù là người chỉ biết đọc báo nhưng lại nhận được chỉ thị mật đó là phải đi làm báo. Đấy là học một kiểu mà ra thì làm một kiểu khác. Sau đó, với khả năng luồn lách, Siêu đã trở thành phó tổng biên tập tờ Tân Việt Hoa, chuyên phụ trách mảng quốc tế. Nhiều hoạt động trên lĩnh vực báo chí, Siêu được tiếp xúc sâu với xã hội, tận mắt chứng kiến Việt Nam ngày một đổi mới, cuộc đấu tranh,
cho thống nhất hai miền Nam Bắc diễn ra sục sôi trong cả nước. Thực ra đã có lúc Siêu cảm thấy rất cắn rứt lương tâm. Lẽ ra phải làm việc nhiều hơn để cống hiến nhiều hơn cho mảnh đất đã sinh ra mình, nuôi mình khôn lớn. Rồi hắn nghĩ liệu có dừng lại được không? Nhưng đó chỉ là suy nghĩ nhất thời. Siêu đã nhanh chóng thực hiện liên tiếp kế hoạch phản bội lại nước nhà. Hắn xây dựng lại mạng lưới của riêng mình ở tòa soạn, đặc biệt là xây dựng đội ngũ phóng viên để thu thập thông tin đối nội, đối ngoại của Việt Nam. Nhưng rất nhanh chóng, hắn đã lọt vào tầm ngắm của cơ quan an ninh. Lợi dụng vị trí phó tổng biên tập báo Tân Việt Hoa, Siêu đã cho đăng tải nhiều bài tuyên truyền về học thuyết nước ngoài, gây bất lợi cho đất nước và đường lối lãnh đạo của Đảng. Thậm chí đăng cả những chuyện bịa đặt, miễn sao phục vụ cho mục đích của mình. Cùng với Đinh Lực là tổng biên tập, Siêu đã xây dựng một số hoạt động trong kế hoạch nhuộm màu với mục tiêu then chốt, đó là tạo ra sự thay đổi trong nội bộ và đường lối của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt là chú trọng phát triển các mối quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với con em, người giúp việc của các cán bộ cao cấp. Những tưởng với vỏ bọc kín đáo, đường lối bài bản ấy, Thái Nhữ Siêu có thể làm được điều mình muốn, nhưng cộng đồng Hoa Kiều chân chính đã không cho phép y làm những điều đi ngược lại với lương tâm. Tin tưởng về Thái Nhữ Siêu đã được Phòng Bảo vệ Chính trị 3 Công an thành phố Hà Nội chú ý. Những nghi ngờ về nhân vật này đang có hoạt động gián điệp ngày càng dấy lên. Trong đoạn cuối lời khai của Thái Nhữ Siêu tại cơ quan an ninh khi bị bắt vào năm 1978, y đã viết: "Thưa bà phụ trách công tác an ninh và cán bộ xét hỏi, Siêu tôi xin thưa với bà và các cán bộ xét hỏi rằng tôi đã khai báo toàn bộ sự thật. Tôi còn giấu giếm làm gì nữa khi cấp trên của tôi đã đưa tôi vào tử lộ, bỏ rơi tôi một cách không thương tiếc." Cấp trên mà hắn nói đến chính là cơ quan ở bên Trung Quốc đã cài cắm hắn vào con đường phản bội này. Nhưng chính hắn cũng không thể ngờ rằng chính đồng bọn hắn đã bỏ rơi hắn. Còn bà phụ trách công tác an ninh mà Siêu nhắc đến chính là đồng chí Tống Thị Hòa, chỉ huy Phòng Bảo vệ Chính trị 3. Sau này bà là phó chỉ huy Ban An ninh Sở Công an Hà Nội, người giữ vai trò quan trọng trong vụ án lật tẩy gián điệp Thái Nhữ Siêu sau này đã mất. Những hình ảnh nữ chỉ huy an ninh vẫn còn lưu lại trong ký ức của những thế hệ sĩ quan an ninh Công an Hà Nội lớp sau về sự thông minh, quyết đoán, bản lĩnh không thua kém nam giới trong lĩnh vực phản gián. Những người tham gia vụ án ngày đó cũng chẳng còn nhiều người ở cái tuổi xưa nay hiếm. Họ vẫn nhớ mình đã từng có một thời sôi nổi theo dõi đối tượng, phân tích, đánh giá, viết báo cáo gửi chỉ huy đơn vị trên những mẩu giấy, những tài liệu và rồi lật tẩy cả đường dây gián điệp hoạt động ở cả hai miền Bắc Nam. Để chứng minh được hành vi hoạt động gián điệp là vô cùng khó khăn và nhạy cảm, Phòng Bảo vệ Chính trị 3 đã phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong các cơ quan xí nghiệp để vạch mặt những tên gián điệp trong đường dây của Thái Nhữ Siêu. Và rồi hắn đã phải trả giá cho những việc làm của mình. Cho đến khi chúng tôi đưa cho anh ta bức thư của vợ với nội dung: "Em đã cố gắng bằng mọi cách, kể cả hy sinh tấm thân để tìm gặp được ông bác của anh. Van xin ông ta hãy ra tay cứu anh. Nhưng thật kỳ lạ, trước đây ông ta nhiệt tình là thế, mà nay lại tỏ ra rất hờ hững. Anh hãy suy nghĩ kỹ, tự cứu lấy mình. Cố thức thời mới là người tuấn kiệt." Thì Thái Nhữ Siêu mới bắt đầu có sự thay đổi. Với sự động viên của đồng chí Tống Thị Hòa, đối tượng Thái Nhữ Siêu đã biết thế nào là đúng, sai. Anh ta đã viết bản tự khai một mạch gần 10 trang giấy, kể lại từ khi cất tiếng khóc chào đời cho tới khi trưởng thành và làm gián điệp cho cơ quan tình báo nước ngoài. Anh ta cũng khai hết về những người liên quan đến đường dây. Một cán bộ Phòng Bảo vệ Chính trị 3 nhớ lại: "Ngày 19 tháng 6 năm 1984, đúng 6 năm sau ngày bị bắt, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử công khai Thái Nhữ Siêu về tội hoạt động gián điệp với mức án 20 năm tù giam." Những thế hệ cán bộ Phòng Bảo vệ Chính trị 3 sau này cho biết, Siêu là một người có tài, đặc biệt là nghề châm cứu. Khi được cơ quan tình báo nước ngoài huấn luyện, chính Siêu cũng đã đề nghị được bổ túc thêm về nghề này, để nếu mất chức phó tổng biên tập báo Tân Việt Hoa thì còn có nghề tay trái kiếm cơm. Với thái độ khai báo thành khẩn, nhà nước Việt Nam đã vô cùng khoan hồng đối với hắn. Thậm chí trong thời gian cải tạo, Siêu được các cán bộ tạo điều kiện không phải lao động mà chủ yếu chỉ châm cứu và dạy nghề cho các phạm nhân. Năm 1998, khi thi hành án xong, ông Siêu về lại ngôi nhà trên phố Quán Thánh tiếp tục hành nghề châm cứu. Thậm chí nhiều cán bộ của Phòng Bảo vệ Chính trị 3 về sau còn đến tận nhà ông ta nhờ chữa bệnh.
Bởi vậy, hắn cũng cảm thấy đỡ dai dứt một phần nào vì những hành động của mình. Anh em thân mến, đến nay, đồng chí Tống Thị Hòa, người chỉ huy phá vụ án và cả bị án Thái Nhữ Siêu đều đã mất. Nhưng chuyên án đặc biệt ngày ấy đã trở thành bài học cho mỗi cán bộ cảnh sát phòng an ninh đối ngoại hôm nay, luôn cảnh giác và dựa vào nhân dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình. Cảm ơn anh em đã ở lại theo dõi video đến phút cuối cùng. Xin kính chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Kính chào quý khán giả đang xem kênh Hồ sơ quyền lực. Quý vị thân mến, sau khi kết thúc chiến tranh ở Việt Nam, một tướng Mỹ từng phải thốt lên rằng: "Hãy cho tôi một quân đội với những chiến binh của quân đội Việt Nam, tôi sẽ bình định thế giới này." Có thể thấy, dù là kẻ thù ở bên kia chiến tuyến, nhưng tướng Mỹ vẫn đánh giá cao sức mạnh quân đội Việt Nam. Không chỉ vậy, mới đây, thế giới đã xếp sức mạnh quân sự Việt Nam lọt top 20 trên thế giới, khiến nhiều nước ao ước trở thành một Việt Nam thứ hai. Vậy vì sao thế giới lại đánh giá cao sức mạnh quân sự Việt Nam đến như vậy? Tất cả quý vị hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Quý vị thân mến, mới đây Việt Nam đã đứng thứ 17 trong danh sách 120 lực lượng vũ trang mạnh nhất thế giới, theo bảng xếp hạng mới nhất do trang Global Firepower công bố. Danh sách xếp hạng sức mạnh quân sự của 126 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới trong năm 2016 được xét dựa trên các dữ liệu từ báo chí, các chuyên trang quân sự, ý kiến chuyên gia và các báo cáo của Cục Tình báo Trung ương CIA. Theo danh sách mới được công bố, Việt Nam đứng thứ 17 trên 126, tăng 4 bậc so với năm ngoái, trên Ba Lan, Canada và Australia. Các cường quốc quân sự là Mỹ, Nga và Trung Quốc, theo thứ tự tiếp tục giữ vững 3 vị trí dẫn đầu. Pháp năm nay đã tăng một bậc lên vị trí thứ 4. Tiếp ngay sau lần lượt là Anh, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ và Đức. Italy đã đánh bật Hàn Quốc ra khỏi top 10 nước có sức mạnh quân sự hàng đầu thế giới trong năm 2016. Năm ngoái, quân đội Hàn Quốc xếp ở vị trí thứ 7. Global Firepower xếp hạng sức mạnh quân sự của các quốc gia và vùng lãnh thổ dựa trên chỉ số Power Index, với Power Index lý tưởng là 0,0000. Nghĩa là nước nào có Power Index càng thấp thì xếp hạng càng cao. Chỉ số Power Index của một nước được tính toán dựa trên nhiều yếu tố, không đơn thuần chỉ dựa vào số vũ khí mà nước đó sở hữu, mà còn dựa vào mức độ đa dạng vũ khí và tốc độ hiện đại hóa vũ khí. Tổng số binh sĩ chính quy là một yếu tố chính để xem xét. Vì vậy, nước nào có dân số lớn hơn thường được xếp hạng cao hơn. Vũ khí hạt nhân không được tính đến như một tiêu chí để tính Power Index, song một nước có tiềm năng về hạt nhân sẽ được ưu tiên trong bảng xếp hạng. Các thành viên là đồng minh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cũng được ưu ái hơn khi xếp hạng. Bên cạnh đó, các yếu tố về tài nguyên, vị trí địa lý, tài chính, khả năng hậu cần cũng ảnh hưởng đến vị trí của một nước trên bảng xếp hạng sức mạnh quân sự. Global Firepower bắt đầu hoạt động vào năm 2006, chuyên đánh giá tiềm lực, sức mạnh quốc phòng của các quốc gia trên thế giới. Vậy lý do quân sự Việt Nam được đánh giá cao là gì? Trang AEC News nhận định về lịch sử lâu dài chống ngoại xâm và từng đánh bại các cường quốc quân sự thế giới như Pháp, Mỹ, Trung Quốc. Quân đội Việt Nam tiếp tục là lực lượng đáng nể trong khu vực. Trước đây, GFP xếp Việt Nam đứng thứ 2 Đông Nam Á. Mãi đến năm 2014 mới bị Thái Lan qua mặt và năm 2016 lấy lại vị trí này ở thứ hạng thứ 17. Thái Lan năm nay xếp thứ 20. Theo bảng xếp hạng GFP 2016, Việt Nam với dân số 94,3 triệu dân, hiện có 415.000 quân nhân tại ngũ và khoảng 5.040.000 quân nhân dự bị, thuộc loại lớn nhất thế giới. Ngân sách quốc phòng năm 2016 là 3,3 tỷ đô la Mỹ. Về vũ khí, quân đội Việt Nam có 289 máy bay, 150 trực thăng, 65 tàu hải quân, 1.470 xe tăng, 3.150 xe thiết giáp và 2.200 khẩu pháo. Trong khi đa phần máy bay chiến đấu của Việt Nam thuộc loại cũ kỹ, có từ thời Liên Xô. Những năm gần đây, không quân Việt Nam đã mua sắm nhiều máy bay chiến đấu hiện đại của Nga, gồm 10 chiếc tiêm kích Su-27 và 32 chiếc Su-30 MK2. Bổ sung cho các phi đội gồm 144 chiếc MiG-21 và 38 chiếc Su-22 đã cũ. Về bộ binh,
Tuy từng trải chiến trận và vẫn còn là một trong những lực lượng hùng hậu nhất thế giới, Việt Nam vẫn còn sử dụng các xe tăng có từ thời Liên Xô như là T-55, T-65. Gần đây có tin Việt Nam đàm phán mua xe tăng T-90 của Nga, nhưng chưa thấy có tiến triển. Về phòng không, Việt Nam nổi tiếng khi từng gây thiệt hại nặng nề cho không lực Mỹ trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Phòng không Việt Nam hiện được nâng cấp qua việc trang bị các hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-300 của Nga, được xem là một trong những hệ thống tên lửa phòng không tốt nhất thế giới. Cũng có tin rằng Việt Nam đang thương lượng mua hệ thống tên lửa S-400 Triumph của Nga có tầm bắn xa hơn. Hải quân Việt Nam trang bị vũ khí không cũ như lục quân khi có đến 6 tàu ngầm điện Diesel lớp Kilo và 4 tàu hộ tống tên lửa lớp Gepard 3.9 mua từ Nga. Hải quân Việt Nam còn có các tàu tên lửa lớp Moliza đóng theo công nghệ của Nga, tàu hộ tống lớp Pesa và tàu tên lửa lớp Tarantul. Với việc bình thường hóa quan hệ với phương Tây, Việt Nam còn đa dạng hóa trang bị vũ khí để tránh lệ thuộc nặng vào Nga, như mua từ Israel hệ thống tên lửa phòng không tầm gần Spider, hệ thống tên lửa đất đối lất Extra radar tầm xa ELM-2288R. Việt Nam còn mua máy bay vận tải Kasa C-295 và C-212 từ Tây Ban Nha, trực thăng Super Puma, Dolphin và radar trinh sát ven biển từ Pháp, máy bay tuần biển DHC-6 Twin Oster từ Canada. Việt Nam được cho là đang quan tâm tiêm kích Typhoon của tập đoàn Eurofighter, máy bay tuần biển của Thụy Điển, tàu hộ tống lớp Shinma của Hà Lan, máy bay tuần biển tầm xa và săn ngầm Pepa Orion của Mỹ, máy bay huấn luyện chiến đấu hạng nhẹ FA-50 của Hàn Quốc. AEC News Today nhận xét rằng Việt Nam trang bị các vũ khí hiện đại là nhằm duy trì thế cân bằng quân sự trong khu vực. Ở Đông Nam Á, Indonesia được GFP 2016 xếp vị trí hàng đầu và vị trí thứ 14 trên thế giới. Thái Lan hạng 20, Singapore hạng 64, Campuchia và Lào là yếu nhất, thứ tự lần lượt là 88 và 121. Indonesia có ngân sách quốc phòng 6,9 tỷ đô la Mỹ, có 261 triệu dân với GDP là 936 tỷ đô la Mỹ. Quân đội có 476.000 lính và 400.000 quân dự bị. Vũ khí hầu hết do Nga và phương Tây cung cấp với 420 máy bay các loại, trong đó có 16 chiếc Su-27/30, 36 chiếc F-16, 152 trực thăng, 221 tàu hải quân, 2 tàu ngầm, 468 xe tăng, 1.089 xe bọc thép chở quân, 80 khẩu pháo. Riêng Singapore là nước có chi tiêu quốc phòng lớn nhất ASEAN với 9,7 tỷ đô la Mỹ năm 2016, tăng 6,4% so với năm trước và chiếm 3,4% GDP. Tuy nhiên, GFP 2016 xếp sức mạnh quân sự của quốc đảo này ở thứ hạng thứ 64 trên toàn cầu. Dù quốc gia cỡ thành phố này có đến 1.260.000 quân nhân và 2.110.000 lính dự bị. Từ những lý do trên, sức mạnh quân sự toàn cầu năm 2016 mới công bố cho thấy sức mạnh quân sự của Việt Nam đứng thứ 17 trên thế giới và thứ 2 ở Đông Nam Á, chỉ sau Indonesia. Không chỉ đánh giá cao sức mạnh và tiềm lực cũng như tinh thần thép của Quân đội Nhân dân Việt Nam, mà hiện nay rất nhiều nước trên thế giới cũng từng ao ước và muốn quân đội của họ trở thành Việt Nam thứ hai. Thậm chí họ còn nhắc đến Việt Nam để làm bàn đạp, đe dọa những kẻ thù mạnh của họ. Vậy đó là những nước nào và quân đội Việt Nam có gì khiến họ muốn trở thành phiên bản thứ hai như vậy? Quý vị thân mến, mới đây Chủ tịch Hội đồng Hiến pháp Venezuela Diosdado Becalo tuyên bố rằng đất nước ông sẽ là Việt Nam thứ hai nếu như chính quyền Mỹ dám xâm phạm. Trước đó, phương diện truyền thông báo cáo rằng vào tháng 8 năm ngoái, tại cuộc họp thảo luận về các biện pháp trừng phạt chống Venezuela, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hỏi các cố vấn về khả năng can thiệp quân sự vào lãnh thổ Cộng hòa Bolivarian. Họ thậm chí không biết họ sẽ ra khỏi nước chúng tôi như thế nào. Họ sẽ nuốt bụi nếu cố gắng xâm phạm quê hương chúng tôi. Chúng tôi sẽ trở thành Việt Nam thứ hai, thành cơn ác mộng dành cho họ, ông Cabello nói. Ông đưa ra tuyên bố như vậy tại cuộc họp Hội đồng Hiến pháp, bàn bạc về hành động của kẻ phản bội Tổ quốc. Trước đó, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro kêu gọi quân đội sẵn sàng đẩy lùi một cuộc xâm lược của Mỹ và tuyên bố rằng quân đội không nên suy giảm tinh thần sẵn sàng chiến đấu. Ông Maduro cũng nhấn mạnh rằng Trump đã nói về khả năng phát động chiến dịch quân sự trên lãnh thổ nước Cộng hòa sau khi đại diện phe đối lập Venezuela đến thăm Washington.
Và trường hợp tương tự với câu nói sẽ trở thành Việt Nam thứ hai lại được lặp lại ở Syria. Nếu Hoa Kỳ tấn công vào Syria, họ phải đối mặt với nhiều thách thức hơn so với ở Việt Nam. Đó là lời tuyên bố của chỉ huy lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Mohammed Ali Zafari do các phương tiện truyền thông Iran trích dẫn. Syria sẽ biến thành chiến trường tử thần và nguy hiểm hơn Việt Nam trong thời gian Mỹ xâm lược. Và thực tế, Syria sẽ trở thành một Việt Nam thứ hai đối với Hoa Kỳ. Intexfast dẫn lời vị tướng chỉ huy IRGC. Ông cũng cho rằng can thiệp quân sự vào Syria có thể gây hại cho Israel. Tấn công Syria đồng nghĩa với việc tan phá Israel ngay lập tức. Nhà quân sự Mohammed Ali Zafari dự báo, vào thời điểm hiện tại, các nước phương Tây đang xem xét khả năng giáng đòn tấn công vào Syria để đáp trả việc sử dụng vũ khí hóa học mà họ cáo buộc là do các binh sĩ Syria thực hiện gần Damascus. Quý vị có thể thấy, ở bất cứ đâu có chiến tranh hay cuộc xung đột vũ trang là cái tên Việt Nam lại được nhắc đến. Rất nhiều nước trên thế giới muốn quân đội của họ trở thành một Việt Nam thứ hai. Thậm chí họ nhắc đến Việt Nam như ngầm đe dọa chính kẻ thù của họ. Thế nhưng họ đâu biết rằng đâu dễ dàng để có được Việt Nam thứ hai. Hiện nay không có quốc gia nào trên thế giới có thể trở thành phiên bản của Việt Nam. Việt Nam chúng ta đã phải trải qua bao cuộc đấu tranh mới có được nền độc lập tự do. Quân đội ta cũng phải rèn luyện qua các cuộc chiến tranh gian khổ. Để làm được điều đó, không chỉ có sự hy sinh dũng cảm của các anh hùng liệt sĩ, mà còn có tình yêu nước thắm thiết, cùng với tinh thần đoàn kết toàn dân tộc ta. Đúng như Hồ Chí Minh đã khẳng định điều đó trong thông điệp, nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý đó không bao giờ thay đổi. Từ những minh chứng lịch sử cho thấy, trong suốt 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, quân đội cách mạng của dân, do dân và vì dân, do Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, giáo dục và rèn luyện đã lập nên những chiến công vang dội, đánh thắng phát xít Nhật trong cách mạng tháng 8, giành độc lập dân tộc, lập nên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đánh thắng hai cường quốc thế giới là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, làm tròn nghĩa vụ quốc tế đối với cách mạng Lào và Campuchia, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ nhân loại. Lý giải về thắng lợi vĩ đại của quân đội nhân dân Việt Nam trong 75 năm qua, đặc biệt là trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, bạn bè trên thế giới đều khẳng định quân đội nhân dân Việt Nam là một quân đội kiểu mới được xây dựng trên nền tảng của chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó còn là một quân đội tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, anh dũng chiến đấu, đoàn kết quốc tế, chí nghĩa, chí tình, cần kiệm, liêm chính trong xây dựng và chiến đấu đánh thắng mọi kẻ thù. Không chỉ bạn bè quốc tế đánh giá cao về quân đội nhân dân Việt Nam, mà cả đối phương, những người trước đây ở bên kia chiến tuyến cũng phải thừa nhận về phẩm giá của bộ đội Cụ Hồ. Tướng John Salan, người trực tiếp cầm quân trên chiến trường Việt Nam khi nói về lực lượng Việt Minh, đã thừa nhận quân đội Việt Minh là một lực lượng bộ binh xuất sắc. Lính bộ binh chính quy Việt Minh, theo quan niệm của tôi, là địch thủ ghê gớm nhất mà Pháp đã gặp phải từ sau trận Verdun. Lính bộ binh Việt Nam còn mạnh hơn người lính Đức vì với chất lượng đã có lại cộng thêm sức mạnh tập thể. Và trong cuốn sách của mình, Đông Dương Đỏ, John Salan khẳng định sau 30 năm chiến tranh vừa kết hợp được khả năng trận đấu của mình với lòng cuồng nhiệt và hăng say của quần chúng, người lính Việt Minh quả thực là một địch thủ đáng sợ trong thời đại nay và quân đội của họ Việt Minh. Quân đội giỏi nhất trên thế giới hiện nay đã chiến đấu kể từ năm 1945, được trưởng thành trong khói lửa. Quân đội này đã đạt tới đỉnh cao, đó là một bộ máy chiến tranh không gì sánh kịp. Khi đề cập đến các yếu tố khiến cho Việt Minh luôn giành thắng lợi, nhà sử học người Pháp André Thierry khẳng định, mặc dù được trang bị thô sơ và kém hơn nhiều so với quân Pháp, nhưng vũ khí lợi hại nhất mà Việt Minh thường sử dụng để chế áp súng đạn của quân Pháp là dùng chiến lược đánh vào tinh thần đối phương. Chiến lược chiến tranh nhân dân và chiến tranh lâu dài để thắng địch. Chiến lược phòng thủ của Việt Minh dựa vào các chiến khu, căn cứ và tổ chức quấy rối rộng khắp. Vì thế đã tỏ ra rất có lợi. Còn chiến lược tiến công thì bao giờ họ cũng tìm cách đạt được tối đa khả năng di động để điều quân và tiến công đối phương. Trong tác chiến, Việt Minh thường vận dụng phương thức hành quân ngắn và hành quân ban đêm vì nó giúp đạt được yếu tố chủ yếu trong trận đánh, tức là sự bất ngờ, và Việt Minh được công nhận là bậc thầy trong loại chiến tranh này.
Trong cuốn Lịch sử Chiến tranh Việt Nam 1946-1975, Philip Davidson đã phản ánh nỗi thất vọng của những binh lính Pháp khi đối mặt với lực lượng Việt Minh trong trận Điện Biên Phủ. Chúng tôi chẳng biết phải vào cuộc như thế nào vì biết mình khó giành thắng lợi. Việt Minh là đội quân chân trần nhưng có ý chí thép. Họ thoát ẩn, thoát hiện như những con sóc và chỉ chờ lúc chúng tôi sơ hở là nổ súng. Việt Minh là những chiến binh rừng núi thực thụ vì từ chiến tranh thế giới thứ hai trở đi, họ luôn phải chiến đấu với người Nhật và sau đó là người Pháp để giải phóng Đông Dương. Trên phương diện đó, họ là những cầu thủ của đội bóng chuyên nghiệp, còn chúng tôi là những cầu thủ nghiệp dư. Và các tù binh Pháp bị bắt trong chiến tranh đã nói lên tiếng nói của sự thật, điều mà các chính phủ của họ bằng cách này hay cách khác đã che giấu. Việt Minh và nhân dân Việt Nam giành thắng lợi vì họ đã anh hùng, đoàn kết vì một lý tưởng, đã chiến đấu bằng tất cả sức mạnh của mình để chiến thắng quân đội viễn chinh Pháp, được trang bị vũ khí hiện đại và máy bay của Mỹ. Nguồn gốc thắng lợi của họ chính là sự nghiệp đúng đắn vì nền độc lập dân tộc của mình. Trong khi đó thì quân đội viễn chinh Pháp chiến đấu chỉ vì mục đích là kiếm tiền. Không chỉ có mục tiêu và lý tưởng chiến đấu cao đẹp, Việt Minh và người dân Việt Nam còn là những người có trái tim nồng hậu. Bởi từ khi bị bắt, chúng tôi đã luôn được cán bộ và chiến sĩ Việt Minh cũng như là nhân dân Việt Nam đối xử tốt. Nhờ vào lòng khoan hồng của họ, chúng tôi còn sống và đã được hồi hương. Khi chuẩn bị về nước, tôi đã khóc vì có một cụ già đến nắm vai tôi và chúc mừng tôi như một người mẹ hiền nói với con trai mình. Nhiều tài liệu Pháp cũng tập trung phân tích, mổ xẻ về nguyên nhân dẫn đến thất bại của Pháp trong cuộc chiến tranh Đông Dương. Tướng Conghi chỉ huy quân đội Pháp ở Bắc Bộ đổ lỗi cho tướng Navarre. Về phần tướng Navarre, sau cuốn Đông Dương hấp hối, xuất bản vào năm 1956 đến năm 1979, hơn 20 năm sau khi Điện Biên Phủ đi vào lịch sử, nhà xuất bản Plon Paris lại cho ra mắt bản đọc cuốn hồi ký nhan đề Thời điểm của những sự thật, phê phán sự chỉ đạo của chính phủ Daniel không tạo điều kiện cho ông ta thực hiện các chủ trương chiến lược. Ngược lại, Daniel trong cuốn Thảm kịch Đông Dương thì lại đổ lỗi cho Navarre, cho rằng thất bại này chính là do chỉ huy tồi. Những nhận xét, đánh giá, đổ lỗi cho nhau như trên không có gì làm chúng ta ngạc nhiên, bởi bản chất của chủ nghĩa đế quốc không bao giờ thay đổi khi chiến thắng không thuộc về họ. Khi nhận xét về đội ngũ cán bộ chỉ huy của quân đội nhân dân Việt Nam, trong cuốn hồi ký Chuyện một nền hòa bình bị bỏ lỡ, ông Saint-Denis, một chính trị gia người Pháp, người giữ vai trò quan trọng của chính phủ Pháp tại Đông Dương những năm 1945-1946 đã viết: quả thật đáng tiếc khiến nước Pháp đã không đánh giá đúng tầm cỡ của ông Hồ Chí Minh, không hiểu nổi vai trò của ông và sức mạnh quân đội mà ông có trong tay. Không chỉ các tướng lĩnh, cựu binh Pháp mà giới chính trị, quân sự, các nhà khoa học và cả binh lính Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam cũng đánh giá cao những giá trị được coi là phẩm giá của quân đội nhân dân Việt Nam, quân đội anh hùng của dân tộc anh hùng. Trung tá thủy quân lục chiến Mỹ James Watt, người từng tham chiến tại Việt Nam trong giai đoạn từ năm 1968 đến năm 1970 khẳng định: muốn nhìn thấu bản lĩnh, ý chí và sức sáng tạo của quân giải phóng, hãy nhìn vào đường mòn Hồ Chí Minh và địa đạo Củ Chi. Đường mòn Hồ Chí Minh và địa đạo Củ Chi là nơi hội tụ toàn bộ phẩm giá của bộ đội và nhân dân Việt Nam. Đây cũng là nơi phản ánh rõ nét nhất ý chí thép giúp bộ đội Việt thắng Mỹ. Đây là một ví dụ vô song về sự toàn thắng của trí tuệ con người đối với máy móc. Đánh giá về sự lớn mạnh của quân đội nhân dân Việt Nam, Nay Sihan, cựu phóng viên tờ The New York Times đã khẳng định: quân chủ lực có giác ngộ chính trị và kỹ năng chiến đấu cao nhất, được trang bị bằng những vũ khí tốt nhất, lấy được của đối phương. Và bộ đội địa phương thì nhiều đơn vị tiểu đoàn độc lập của tỉnh đạt trình độ chiến đấu gần ngang với những đơn vị chủ lực. Có thể thấy, vào thời điểm đầu năm 1974, quân đội Sài Gòn không còn sức chiếm lại các vị trí đã mất. Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương ta quyết định hướng tấn công chính là vùng nông thôn, đồng bằng, nhằm đạt được mục tiêu cơ bản là tạo thế, tạo lực, tiến lên giải phóng hoàn toàn Chỉ Thiên Huế. Kế hoạch là tiến công tiêu diệt một bộ phận lực lượng quân Sài Gòn, giải phóng khu vực Thượng Đức Quảng Nam, tạo thế uy hiếp thành phố Đà Nẵng từ hướng Tây Nam, tạo thuận lợi chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 ở địa bàn quân khu 5. Bị thất bại ở mặt trận Thượng Đức, đối phương đã chỉ ra nhiều nguyên nhân,
Trong đó, nhiều bài báo, tạp chí đã chỉ trích Mỹ và chính quyền Sài Gòn, ca ngợi trình độ tác chiến, tinh thần chiến đấu kiên cường, bền bỉ của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tập san quốc phòng của Quân đội Sài Gòn đã nhận xét: đây là trận đánh hiệp đồng binh chủng cường tập rất mạnh của Trung đoàn 66 Cộng sản Bắc Việt, sau nhiều đợt bắn pháo yểm trợ cho nhiều đợt bộ binh tấn công. Còn tờ tin Mỹ và Thế giới cũng vạch rõ thất bại nặng nề và khẳng định sức mạnh của quân giải phóng. Tất cả các công sự phòng thủ cũng như hệ thống giao thông hào đều sụp đổ dưới những đợt pháo kích liên tục của quân Cộng sản Bắc Việt. Thất bại đối với Mỹ và quân đội Sài Gòn là không thể tránh khỏi. Phó Tổng thống Mỹ Rockefeller thất vọng: đã quá muộn để có thể làm bất cứ điều gì nhằm lật ngược tình thế tại Việt Nam Cộng Hòa. Hay trong tạp chí Lục quân Mỹ số tháng 6 năm 1975 khẳng định: có thể thấy sự bi thảm trong toàn bộ quân đội Sài Gòn ở giờ phút cuối cùng này. Sự thật chúng ta nhận thấy sức mạnh vượt bậc của quân Cộng sản trên mọi mặt, với tinh thần quyết chiến, quyết thắng, chủ động, sáng tạo và phương châm thần tốc, táo bạo. Quân và dân ta đã tiến hành thắng lợi chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử ngày 30 tháng 4 năm 1975, kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Thắng lợi lịch sử này đã tạo nên hội chứng Việt Nam trong lòng nước Mỹ, và câu hỏi vì sao Mỹ thất bại ở Việt Nam vẫn luôn được quan tâm vì chưa có dấu hiệu kết thúc. Quý vị thân mến, máu xương của hàng triệu chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam đã thấm đẫm từng tấc đất quê hương, hòa vào hồn thiêng sông núi để giữ vững quê cha đất tổ, mang lại bình yên cho con cháu đời sau. Những người anh hùng liệt sĩ ấy sẽ sống mãi trong lòng mỗi người dân Việt Nam và trường tồn với lịch sử ngàn năm bi hùng của non sông đất nước này. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video đến phút cuối cùng, và đừng quên ấn vào đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình mỗi ngày nhé. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video lần sau. Chào quý vị đam mê lịch sử đến với Hồ Sơ Quyền Lực. Quý vị thân mến, trong cuộc chiến tranh biên giới năm 1979, đối chọi với đông đảo quân xâm lược Trung Quốc lúc ấy, lực lượng Việt Nam không những ít hơn mà còn đa số chỉ là bộ đội địa phương và dân quân. Tuy nhiên, mỗi con người Việt Nam đều tiềm ẩn trong cơ thể của mình bộ mã gen của một chiến binh, dù cho người đó là ai và làm nghề nghiệp gì. Chính vì thế mà chính quyền Trung Quốc đã cực kỳ sốc và hoảng sợ khi biết tin một sư đoàn phó của mình bị tử thương dưới tay của một lão nông dân Việt Nam. Việc một chỉ huy rất cao của một nước lớn như thế lại bị giết bởi một người dân thường là một sự kiện chấn động thế giới lúc bấy giờ. Quý vị hãy cùng kênh đi tìm hiểu ngay làm thế nào mà lão nông dân Việt Nam lại có thể làm được kỳ tích như vậy. Người sư đoàn phó không may mắn kia có tên là Triệu Liên Ngọc, sinh năm 1930, quê quán ở huyện Trang Hà, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo khổ. Từ năm 11 tuổi, Liên Ngọc đã phải đi làm thuê, bao gồm nuôi lợn và làm đồng cho các địa chủ trong vùng để giúp đỡ bố mẹ. 14 tuổi, Liên Ngọc bị bắt đi làm ở đợi cho một nhà giàu và kể từ đó không còn có cơ hội trở về gặp mặt gia đình mình nữa. Những tưởng cuộc đời đen tối của Liên Ngọc sẽ kết thúc trong nghèo khó, thì tháng 9 năm 1945, quê hương Trang Hà được giải phóng. Liên Ngọc bị thuyết phục bởi lý tưởng tốt đẹp của chủ nghĩa Cộng sản, và ngay sau đó, ông xin gia nhập Quân Giải phóng Nhân dân Trung Hoa. Cuộc đời chính thức sang trang từ đây. Ở tuổi 16, Liên Ngọc hăng hái tham gia vào các trận đánh của đơn vị trong nội chiến quốc cộng giữa quân Mao Trạch Đông và Tưởng Giới Thạch và giành được nhiều chiến công, đặc biệt là trong các trận vây hãm quyết liệt của chiến dịch Liêu Thẩm. Tiếp sau đó, những công trạng liên tục ập đến với Liên Ngọc trong các chiến thắng Bình Tân và Bắc Kinh, đưa cậu bé nuôi lợn ngày nào trở thành một sĩ quan lục quân đầy uy quyền của quân đội Trung Quốc. Đúng là một bước lên mây, còn nhà người ta trong truyền thuyết là đây chứ đâu nữa. Mặc dù sở hữu kinh nghiệm chiến trường dày dặn, nhưng trình độ học vấn của Liên Ngọc là khá thấp bởi quá khứ nghèo khổ của mình. Từ năm 1962, Triệu Liên Ngọc được học tập tại các trường học viện quân sự hàng đầu Trung Quốc và dần dần trở thành một chỉ huy tài giỏi, nhận được nhiều sự ngưỡng mộ từ binh sĩ. Có thể nói, đây là một nhân vật quan trọng trong hàng ngũ Quân Giải phóng Nhân dân Trung Hoa và là một đối thủ không hề dễ chơi đối với quân đội ta trong cuộc chiến tranh biên giới. Quay trở lại diễn biến cuộc chiến năm 1979, lúc này Triệu Liên Ngọc đang nắm giữ
chức sư đoàn phó sư đoàn 126, trực thuộc quân đoàn 42. Đây là một trong những quân đoàn máu mặt nhất của Trung Quốc từng tham chiến tại Triều Tiên. Trong vòng 2 năm, đã tiêu diệt được đến 28.000 quân đối phương. Sau khi kết thúc cuộc chiến kháng Mỹ Viện Triều, quân đoàn 42 về nước và đóng quân tại tỉnh Quảng Châu. Ngày 17 tháng 2 năm 1979, 60 vạn quân Trung Quốc nổ súng xâm lược nước ta trên toàn tuyến biên giới. Sư đoàn 126 được lệnh tấn công cứ điểm Đông Khê. Đơn vị của Triệu Liên Ngọc trước đó đã đánh liên tiếp 10 trận, mà theo ghi chép của Trung Quốc thì tất cả đều toàn thắng. Sau đó, sư đoàn 126 này được lệnh phối hợp với trung đoàn xe tăng của quân đoàn 43 hành quân tiến gấp 32 km trong vòng 3 giờ để tiến công Đông Khê. Đây là nơi có ý nghĩa chiến lược, là điểm nút án ngữ tuyến giao thông giữa Cao Bằng và Lạng Sơn. Nếu chiếm được Đông Khê, quân địch sẽ cắt đứt, chia cắt được hai mặt trận này, tạo điều kiện tỉa quân đánh dẹp các chốt phòng thủ của ta. Quân sử Trung Quốc về sau chép lại rằng, các đơn vị dưới quyền chỉ huy của Triệu Liên Ngọc đã chiến đấu anh dũng, tiêu diệt được các lực lượng của đối phương và hoàn thành mục tiêu đề ra. Thế nhưng trên thực tế, quân Trung Quốc đã gặp phải rất nhiều khó khăn và phải hứng chịu thương vong nặng nề tại đây cho đến tận thời điểm rút quân. Nhưng anh em cũng đã quá quen thuộc với điều này rồi đúng không? Trước giờ lúc nào quân Trung Quốc chả tuyên bố chiến thắng khi xâm lược nước ta? Đây chắc là bệnh nan y di truyền từ thời phong kiến cho đến tận thời điểm hiện tại của họ rồi. Ngày 5 tháng 3, Trung Quốc tuyên bố đã dạy xong tiết học cho các học sinh cứng đầu Việt Nam và bắt đầu rút chạy. À nhầm, phải nói là rút quân mới đúng. Theo từ điển của các bạn ấy, ngày 8 tháng 3, đơn vị của Liên Ngọc nhận được lệnh rút quân. Triệu Liên Ngọc chỉ huy trung đoàn 376 và 377 đi trước, vừa trinh sát vẽ bản đồ hành quân trở về Trung Quốc, vừa đánh dẹp các lực lượng quân đội Việt Nam mai phục. Khu vực mà Trung Quốc phải hành quân cực kỳ hiểm trở, với hai bên là núi cao, bao quanh là rừng rậm tùm, rất thuận lợi cho việc ngụy trang và ngụy kích của quân ta. Lúc này có một tiểu đoàn Việt Nam đang đóng tại đây, sẵn sàng cho các hoạt động tấn công địch. Là một viên tướng cáo già dày dặn kinh nghiệm, Liên Ngọc ngay lập tức nhận ra vấn đề. Y hạ lệnh chia quân thành hai cánh, vừa hành quân vừa đánh vu hồi hai mặt. Mục đích là vừa đánh lạc hướng quân ta, vừa dễ tạo thế gọng kìm, vừa đánh vừa rút. Có thể nói kế hoạch này khá thâm độc, khi vừa có thể đảm bảo rút lui an toàn, vừa có thể tiêu diệt được các lực lượng phục kích nhỏ lẻ của Việt Nam. Và quả nhiên, ý tưởng này đã có chút ít thành công khi mà quân Trung Quốc đã phối hợp rất tốt với pháo binh bắn kiềm chế quân ta trong gần như suốt quãng đường hành quân. Tuy nhiên, có một câu nói mà bọn xâm lược nên nhớ rõ rằng: đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về, đừng thấy quân ta bị ghìm chân mà cứ nghĩ mình đã an toàn. Bởi nước Việt Nam này không chỉ có quân đội, mà tất cả những người dân bình thường cũng có thể trở thành một người lính, sẵn sàng đứng lên đánh sấp mặt quân xâm lược. 7 giờ sáng ngày 9 tháng 3, trong lúc dẫn theo các phụ tá tiến lên một điểm cao để quan sát chiến trường, thì bỗng một tiếng nổ đanh gọn vang lên. Triệu Liên Ngọc bất thình lình bị bắn, viên đạn xuyên trúng cổ, y ngã vật xuống bất tỉnh, máu chảy lênh láng như suối. Các binh sĩ đi cùng vội vã cõng y xuống dưới thấp để tránh bị bắn tiếp. Khi quân y đến, tình hình của Liên Ngọc đã cực kỳ tệ. Bác sĩ cho y uống nước, nhưng nước chảy vào miệng rồi lại đi ra ngoài theo lỗ đạn trên cổ. Liên Ngọc thậm chí còn không thể nói được, và cuối cùng cũng tắt thở rất nhanh sau đó. Năm đó, y mới 49 tuổi. Các binh sĩ Trung Quốc ngay lập tức ra báo động và lùng sục khắp các khu vực xung quanh để tìm ra danh tính kẻ bắn tỉa. Binh sĩ được lệnh tỏa ra khắp các hướng, thả cả chó săn và bắn loạn xạ vào rừng, hòng bắt cho được đối phương. Vài ngày sau đó, cuối cùng, người lính bắn tỉa dũng cảm của quân đội ta cũng rơi vào tay quân xâm lược. Tuy nhiên, quân Trung Quốc càng bất ngờ và kinh sợ hơn khi tra khảo danh tính của ông. Thì ra, đây chỉ là một lão nông dân bình thường tên Nguyễn Thành Hùng. Ông Hùng vốn dĩ là bộ đội, sau đó xuất ngũ về quê làm nông. Chứng kiến sự tàn bạo của quân xâm lược, ông Hùng ngay lập tức cầm vũ khí cùng với mọi người dân Việt Nam khác đứng lên đánh trả quân Trung Quốc. Thật ra lúc đó ở nước ta, việc một người đã từng là bộ đội thì không hề hiếm. Nhưng ông Hùng không phải là một người lính bình thường. Những ghi chép sau này của Trung Quốc cho biết, ông Nguyễn Thanh Hùng từng là một lính bắn tỉa có hạng trong kháng chiến chống Mỹ và đạt được thành tích ACE,
tức là đã bắn hạ được 5 tên giặc trở lên. Quân đội Mỹ cũng rất e dè nên trao thưởng tới 100.000 đô la cho ai lấy mạng được ông Hùng. Rất tiếc cho người Mỹ là ông Hùng an toàn về quê làm ruộng, còn Mỹ thì phải cuốn cờ trắng mà cút xéo vào Việt Nam. Ông Hùng sau đó bị giam giữ và đưa về Trung Quốc xét xử. Nhiều lần ông Hùng đã cố gắng tự sát nhưng không thành. Sau đó chuyện ông bị xét xử như thế nào, kết cục ra sao, các tài liệu Trung Quốc đều không có ghi chú thêm. Nhưng đối với những người dân Việt Nam, ông Hùng là tấm gương yêu nước đáng học hỏi, là hiện thân cho tinh thần bất khuất đấu tranh chống quân xâm lược của nhân dân ta. Giống như câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước, đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi. Nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn. Nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn. Nó nhấn chìm tất cả bè lũ bán nước và cướp nước. Theo thống kê, bên cạnh Triệu Liên Ngọc có đến 3 sĩ quan cấp cao khác của Trung Quốc tử trận vì lính bắn tỉa ở Việt Nam trong chiến tranh biên giới năm 1979. Người thứ nhất là Phó Chính ủy Lâm Phụng Vân, cũng công tác tại Sư đoàn 126. Khi đó, ông này nhận nhiệm vụ mang bộ hạ của mình đi về trận địa ở Đông Khê để làm tiên phong cho đại quân phía sau. Tuy nhiên, khi đi đến vùng Tùng Sơn thì rơi vào ổ bắn tỉa của Việt Nam. Lúc chúng đạn sắp chết, cảm thấy bản thân không thể qua khỏi, Lâm Phụng Vân dặn bảo viên cảnh vệ đừng lo cho mình, mà hãy đem những tài liệu quân sự tuyệt mật đi tiêu hủy, tránh để lọt vào tay quân Việt Nam. Người thứ hai là Phó Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 121 tên Vương Tử Phú. Ngày 18 tháng 2, tức là khi cuộc chiến mới chỉ khai mạc được một ngày, ông này đã bị quân đội Việt Nam tập kích, trúng đạn tử vong trong khi đang lo việc hậu cần hành quân. Người thứ ba là Trung đoàn trưởng Trung đoàn 361 của Sư đoàn 121, tên Thời Quang Ngân. Khi ông này đang vẽ bản đồ nghiên cứu địa hình hành quân ở khu vực An Lạc, thì bị quân đội ta tập kích bất ngờ bắn chết tại chỗ. Có thể nói, cuộc chiến năm 1979 không chỉ đem đến thương vong nặng nề cho binh sĩ Trung Quốc, mà còn cướp đi của quân giải phóng nhân dân Trung Hoa rất nhiều viên ngọc quý của tầng lớp sĩ quan chỉ huy, lãnh đạo. Đó là kết cục xứng đáng dành cho những kẻ cướp nước, để chúng hiểu ra một điều rằng, ở Việt Nam, ai cũng là một chiến binh và đừng dại dột động tới đất nước này. Thời lượng video ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video của chúng tôi đến những phút cuối cùng. Nếu yêu thích video thì quý vị đừng quên ấn nút like và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi nhiệt tình nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo trên kênh.